Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục khảo sát địa hình địa mạo của hệ thống hang động nằm trong khu vực di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình, phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư xây dựng các tour tuyến du lịch mới. Vừa qua, đoàn thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội Thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limber dẫn đầu đã có chuyến khảo sát hang động Sơn Đòn. Đây là hang động nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được phát hiện ở đây. Tham gia chuyến đi này còn có đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tập đoàn Trường Thịnh. Các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và phóng viên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình nói riêng và Truyền hình Việt Nam nói chung đã trực tiếp đến Đầm Sơn Đòn và ghi lại những hình ảnh chân thực đầu tiên về hang động được xem là lớn nhất thế giới này. Bắt đầu từ chương trình ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ lần lượt phát sóng loạt phóng sự với tựa đề Hành trình khám phá Đầm Sơn Đòn mà nhóm phóng viên thực sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vừa thực hiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem phim. Hang Sơn Đòn là một hang động trong quần thể gần 300 hang động nằm trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Sơn Đòn là một tên gọi vừa quen vừa lạ, bởi rằng không ít lần chúng tôi được chiêm ngưỡng một phần vẻ đẹp của nó qua mạng Internet và phương tiện thông tin đại chúng. Mong muốn được tận mắt chứng kiến sự kỳ bí hùng vĩ của Sơn Đòn, thôi thúc chúng tôi cùng tham gia đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh để một lần trong đời được khám phá, chinh phục hang động được bình chọn là hang động thiên nhiên kỳ vĩ và lớn nhất thế giới này. Hôm nay, ngôi nhà của anh Hồ Khánh ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch như rộn ràng và náo nhiệt hẳn lên hơn mọi ngày, bởi những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết được anh cùng những người giúp việc gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày đến Sơn Đòn. Dường như công việc này đối với Hồ Khánh là khá quen thuộc, bởi không ít lần anh đã tham gia cùng đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh để nghiên cứu những bí ẩn của Sơn Đòn. Trong chuyến thám hiểm này, chúng tôi rất may mắn được cùng ông Howard Limber và phu nhân cùng các cộng sự thuộc Hiệp hội Thám hiểm Hang động Hoàng gia Anh là những người hướng dẫn. Với hai vợ chồng người Anh này, những người dân địa phương xem họ như là những người thân và là những người bạn thân thiết. Và ngược lại, vợ chồng ông Howard Limber cùng phu nhân và các cộng sự thuộc Hiệp hội Thám hiểm Hang động Hoàng gia Anh cũng coi Hồ Khánh và những người dân địa phương xã Sơn Trạch như là những trợ thủ đắc lực, giúp họ phát hiện, khám phá ra những hang động đặc sắc trong quần thể hang động Phong Nha Kẻ Bàng. Tham gia chuyến đi này còn có đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các phóng viên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi vật dụng cần thiết cho chuyến đi, rời nhà Hồ Khánh, chúng tôi theo miền Tây đường Hồ Chí Minh và tập kết tại km 30. Tại đây, chúng tôi cùng đoàn một lần nữa sắp xếp lại hành lý một cách gọn gàng nhất để chuẩn bị cho chuyến băng rừng đến với Sơn Đòn. Quần thể hang động núi Đá Vôi thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng giáp biên giới Việt Lào ước tính có đến gần 300 hang động. Hang Sơn Đòn nằm trong chuỗi hang động kỳ vĩ đó. Và giờ đây, cùng với đoàn công tác, chúng tôi quyết tâm chinh phục chặng đường trường đầy khó khăn, nguy hiểm để tìm đến hang Sơn Đòn. Đây vừa là một chuyến đi thám hiểm và cũng vừa là chuyến đi để giới thiệu đến quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực nhất của hang động được công nhận là hang động kỳ vĩ và lớn nhất thế giới. Đi. Hôm nay
Lộ trình của chúng tôi đến với Sơn Đòn tính từ km 30, phải trải qua một ngày đường đi bộ với gần 20 km đường rừng để đến cửa trước của hang Sơn Đòn. Trong tiết trời ẩm ướt của đặc trưng rừng nhiệt đới, hành trình của chúng tôi quả thực không dễ dàng một chút nào. Càng đi vào sâu, rừng càng trở nên rậm rạp, rong rêu phủ đầy lên những mỏm đá tai mèo sắc cành, rất trơn và nguy hiểm. Những cơn mưa rừng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh trong những ngày trước đó đã tạo nên một lớp bùn lầy nhão nhoét trên lối đi, chỉ đủ cho một người. Chân người đi sau phải cẩn thận đặt lên dấu chân của người đi trước. Chỉ cần sơ sẩy là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi cứ lầm lùi tiến ngày càng sâu vào rừng, hết dốc này lại đến dốc khác, qua con suối nọ lại đến con suối kia, trong nỗi mệt nhọc cùng những hiểm nguy cứ đeo bám theo từng bước chân của đoàn thám hiểm và đoàn làm phim chúng tôi. Nhưng những vẻ đẹp huyền bí của Sơn Đòn ở phía trước như thôi thúc giúp chúng tôi quên hết mọi mệt và quyết tâm tiến lên phía trước. Đường đi không có lấy một khoảng dễ chịu nào, hiếm hoi lắm mới gặp được một phiến đá vừa đủ rộng để chúng tôi chọn làm nơi nghỉ chân, kiểm tra sự đeo bám hụt máu của lục sên vát và cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh của thảm thực vật đặc trưng của rừng nhiệt đới. Tuy vậy, câu chuyện về những hình ảnh kỳ vĩ của Sơn Đòn, của ông bà Limber và người dẫn đường Hồ Khanh là một động lực mạnh mẽ xua đi những mệt nhọc của chặng đường rừng. Chúng tôi đi trong sự mường tượng về một hang đồng với sự kỳ vĩ, với những hình ảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau gần 10 km trong chặng đường đầu tiên, chúng tôi đến nghỉ chân ở một con suối để sốc lại hành trang và tiếp tục chặng đường tiếp theo đến với Sơn Đòn. Đây là một trong những dòng suối mà ở đó nước đổ về hòa vào dòng Rào Thương đi vào Sơn Đòn. Thưa quý vị và các bạn, hang Sơn Đòn vừa mới được phát hiện trong những năm gần đây. Để đến với Sơn Đòn, chúng tôi cùng với đoàn thám hiểm Hoàng Gia Anh trải qua một chặng đường nhiều dốc, bùn lầy và đá tai mèo rất là nguy hiểm. Sơn Đòn như thử thách sự lòng kiên nhẫn và sự gian khổ của mọi người khi khám phá những vẻ đẹp của nó. Dọc theo dòng suối này, chặng đường tiếp theo đến với Sơn Đòn đưa chúng tôi đến với một bản làng nằm giữa núi rừng của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đó là bản Đòn, nơi bắt nguồn của tên gọi Đồng Sơn Đòn.